Nếu các bạn đang tìm cho mình một sản phẩm có mức giá dưới 4 triệu đồng nhưng có một thời lượng sử dụng pin tốt thì chắc chắn chiếc Lenovo Vibe P1M sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn những chia sẻ và đánh giá nhanh về chiếc điện thoại độc đáo này của Lenovo. Hiện tại thì Lenovo Vibe P1M đã có mặt tại các kệ hàng của Hana Mobile. Và các bạn hãy nhanh chân đến với những cửa hàng Hana Mobile gần nhất để có thể được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm này. Về thiết kế, chiếc P1M của chúng ta khá là dày, nó dày tới gần 1cm. Tuy nhiên với mặt lưng được bo cong nhẹ thì chúng ta vẫn sẽ có cảm giác cầm nắm trên tay rất thoải mái. Máy cầm cũng khá đầm tay và cũng rất dễ chịu. Cạnh viền bao quanh máy thì được làm bằng nhựa nhưng được phủ lên một lớp giả kim loại giúp cho máy trở nên sang trọng hơn. Mặt lưng của P1M cũng sẽ được làm bằng nhựa nhưng lại được phủ lên một lớp mềm chống bám mồ hôi và dấu vân tay giúp cảm giác cầm chiếc máy này trên tay tốt hơn. Và mặt lưng này cũng có thể tháo rời ra giúp chúng ta có thể thay thế SIM này hay là thẻ nhớ. Chiếc máy này thì hỗ trợ 2 SIM cùng với khe cắm thẻ nhớ lên đến 32GB. Quay trở lại mặt trước của sản phẩm này, ở phía trên sẽ là vị trí của camera trước, loa thoại, các cảm biến. Phía dưới là cụm phím chức năng cảm ứng bên ngoài màn hình, bao gồm phím đa nhiệm này, phím home và phím back. Các phím này thì được thiết kế khá lớn, giúp người dùng dễ dàng thao tác. Ở cạnh dưới sẽ là vị trí của giải loa ngoài, con jack cắm tai nghe và cổng sạc nằm ở cạnh trên. Cụm phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn được đặt hoàn toàn bên cạnh phải. Các phím chức năng thì được thiết kế mảnh, đặt ở vị trí phù hợp với cạnh bên để người dùng có thể dễ dàng thao tác. Và ở cạnh trái sẽ là cần gạt của một chức năng rất đặc biệt. Mình sẽ nói chi tiết về tính năng này sau. Và mặt sau sẽ là vị trí của camera chính này, đèn flash và logo của Lenovo. Tuy chung lại, với P1M chúng ta sẽ có một chiếc smartphone có thiết kế đẹp và nhỏ gọn. Về màn hình hiển thị, thì chúng ta sẽ có một màn hình 5 inch, độ phân giải HD 720p. Màn hình này cũng sẽ cho màu sắc hiển thị rất tươi, nịnh mắt người dùng, góc nhìn tốt, độ sáng cao khi sử dụng ngoài trời. Và đặc biệt, màn hình có độ cảm ứng cực kỳ nhạy. Mình đã thử bọc ngón tay của mình bằng một mảnh vải và vuốt qua vuốt lại trên màn hình thì thực sự nó vẫn cho độ phản hồi rất tốt. Mùa đông sắp tới rồi và nếu bạn cần một chiếc máy vẫn có thể sử dụng bình thường khi bạn đeo găng tay thì chiếc P1M của chúng ta sẽ rất phù hợp với các bạn. Màn hình của P1M cũng sẽ cho những trải nghiệm về lướt web, xem phim, xem ảnh rất tốt với chất lượng hình ảnh được tái tạo khá tuyệt vời do nó được trang bị tính năng Mirror Vision giúp người dùng có thể tùy chỉnh lại mức độ hiển thị màu sắc cũng như độ tương phản. Có rất nhiều tùy chỉnh trên màn hình như là màn hình sống động này, chiếu độ chuẩn này, vân vân. Và chúng ta cũng không phải phàn nàn gì về chất lượng hiển thị trên màn hình của chiếc P1M. Có được tính năng như vậy, một phần là do cấu hình mà máy được trang bị. Lenovo đã trang bị cho sản phẩm này con chip MediaTek MT6735P cùng với 2GB RAM và bộ nhớ trong là 16GB. Lenovo đã tùy biến lại giao diện của chiếc máy này trên nền Android 5.1. Vì thế các trải nghiệm trên sản phẩm rất là mượt mà. Và chiếc máy này cũng có thể thay đổi theme với kho theme có sẵn trong máy. Với cấu hình như vậy, cùng với việc Lenovo đã tối ưu giao diện rất tốt thì các trải nghiệm giải trí cũng đều đáp ứng được nhu cầu của người dùng chúng ta. Về camera, chiếc smartphone này có một camera chính là 8MP và camera trước là 5MP. Camera này thì không có quá nhiều tùy biến và sử dụng giao diện cũng rất là quen thuộc. Người dùng cũng dễ dàng làm quen với giao diện này và camera cho tốc độ chụp cũng lấy nét tương đối nhanh. Camera trước của P1M cũng rất dễ dàng sử dụng và camera này thì hướng tới những người dùng cơ bản cho những bức ảnh selfie chấp nhận được. Còn nếu các bạn cần những bức ảnh tự sướng ảo diệu hơn thì mình khuyên các bạn nên cài camera 360 để có những bức ảnh có thể lừa tình được nhiều người hơn. Quay trở lại với cần gạt chức năng ở bên cạnh trái, mình cũng sẽ bật mí với các bạn luôn. Đó là cần gạt nhanh, tính năng siêu tiết kiệm pin. Người dùng chỉ cần gạt phím chức năng này là máy có thể chuyển sang chế độ siêu tiết kiệm pin. Giao diện của máy sẽ chuyển toàn bộ sang màu đen trắng. Với phần lớn các ứng dụng đã bị loại bỏ, chỉ còn một số các ứng dụng cơ bản như là nghe, gọi, nhắn tin. Tính năng này thì giúp chúng ta kéo dài hơn thời gian sử dụng. Với một chiếc máy có một viên pin dung lượng khủng, lại còn thêm tính năng siêu tiết kiệm pin nữa, thì thời gian sử dụng chiếc máy này hứa hẹn sẽ cực kỳ lâu và chắc chắn sẽ đủ cho chúng ta sử dụng thoải mái trong vòng 2 ngày. Cùng đến với phụ kiện ở bên trong hộp, chúng ta sẽ có thêm một chiếc ốp lưng màu xanh khá đẹp này, cùng với miếng dán ở cả mặt trước và mặt sau của máy. Chúng ta sẽ có thêm cáp micro USB này, sạc và tai nghe. Và đó là tất cả những phụ kiện khi bạn mua chiếc P1M chính hãng tại Hana Mobile. Vừa rồi là những đánh giá và chia sẻ nhanh của mình về một chiếc điện thoại độc đáo của Lenovo, chiếc Vibe P1M với một thiết kế đẹp này, nhỏ gọn, màn hình hiển thị tốt, cùng với đó là một viên pin có dung lượng rất lớn, hứa hẹn cho chúng ta một thời gian sử dụng cực kỳ tốt. Và quan trọng hơn, chiếc P1M này thì đang có giá bán rất tốt tại Hana Mobile cùng với rất nhiều ưu đãi đi kèm. Và nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì hãy nhanh chân đến với các cửa hàng Hana Mobile gần nhất để có thể trực tiếp trải nghiệm. Và cũng đừng quên truy cập website hanamobile.com để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, giá bán mà cũng như ưu đãi đi kèm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.